Rồi ok em ơi.
anh như con này. Chín hành đêm này. Thấy chân nhá, thấy gì cái gì gì. Còn mình muốn thịt tí là ghét cho mẹ với anh thì rất bình thường luôn, chỉ tầm nóng mắt thôi. Này không ổn, cho thẳng nhỉ. Đấy. Ở xin gì nhiều. Đây. Đây rồi. À, chị còn cắt một đường đấy mấy thôi à, cắt một đường. Chị còn cắt một đường băng rồi. Đây là đâu cái đầu kia rồi? Đấy rồi, bây giờ phải cho một lỗ đằng này nữa để bịt vào. Không có đầu à? Không có đầu. Đây này nó nước này nhập thì chín và mỡ này ra luôn. Không, anh vào đây em nấu nhá. Ừ. Cái này là để tí cho nó giòn như thế nhỉ.
lắm à. Ăn được luôn rồi. Ngon lắm này, tuyệt vời. Ăn bảo lúc tập này về thì đẩy lên ha. Cho em ít nước sôi thôi. Tắt đi nào. Đấy, quá mà xanh. To quá.
giòn đây. Tí ăn nhau thì người nó thích. Giòn đã ngon rồi. Mình cho cái thịt làm máu rồi nhai dưa cũng dễ hơn. Ăn phải như anh nhìn bố bã này. Đấy. Này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.